Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Clickbuy. Thì đây là con Samsung Galaxy Note 10 Plus mà trong video lần trước mình cũng đã làm một bài đánh giá về nó. Thì đây là một con máy mình cảm thấy là nó cực kỳ là đáng mua với cái mức giá chỉ là 9 triệu rưỡi cho tới 10 triệu. Tại vì đây là phiên bản Hàn Quốc cho nên là nó sẽ được trang bị con chip đó chính là Exynos 9825. Và mình biết là rất là nhiều bạn sẽ nghi ngại về vấn đề hiệu năng khi mà chơi game trên con chip này. Và trong video này mình sẽ test game trên con Samsung Galaxy Note 10 Plus này xem thử là con chip Exynos 9825 nó chơi game có quá là cùi hay là không. Thì hãy cùng mình test game ngay bây giờ nhé. Các bạn đang quan tâm đến sản phẩm Samsung Galaxy Note 10 Plus này thì cũng có thể tham khảo tại Clickbuy thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả video nhé. Ok, đối với tựa game hôm nay mình sẽ test đó chính là PUBG Mobile. Thì tại vì hai tựa game đó chính là Liên Minh Tốc Chiến và Liên Quân Mobile thì hai tựa game đó khá là nhẹ với con này, cho nên là mình cũng sẽ không test tới. Và mình sẽ show cái mức setting của cái tựa game này. Đối với con chip Exynos 9825 thì nó sẽ bật được tối đa là mượt và FPS là cực độ thôi nhé. Còn Snapdragon 855 thì nó sẽ bật được mức tối đa, nhưng mà khi mà chơi thì đa số mình cũng bật ở mức setting này thôi. Răng cưa thì mình sẽ bật là 2x. Ok, mình sẽ kiếm một trận xếp hạng. Ok, trận đấu mình cũng đã bắt đầu và mình sẽ bấm giờ và cũng sẽ tiến hành đo nhiệt độ thử xem là đầu game sẽ là bao nhiêu. 41.2 và phía sau mặt lưng này sẽ là 41 độ, còn hơn một xíu. Ok, và mức pin hiện tại sẽ là 93% nhé. Để xem là với mức sáng 50% và mức setting mượt FPS độ thì nó sẽ chơi như thế nào. Mình không nhảy resort đâu nha. Trong lúc nhảy dù như thế này thì FPS nó cũng rất là mượt mà thôi, chả có vấn đề gì. Đồ họa trong game thì nó thể hiện cũng quá là tốt, răng cưa cũng rất là ít. Cái lúc mình bung dù này các bạn có thể thấy là cũng sẽ không có hiện tượng giật lag nó xảy ra đâu nhé. Hiện giờ đang rất là mượt mà. Thường thường đối với những con máy cấu hình yếu hơn thì nó sẽ cái lúc mà bung dù xuống như thế này thì nó sẽ bị giật lag một chút. Đối với con Samsung Galaxy Note 10 này thì cái cảm giác cầm nắm của nó cũng rất là thoải mái nhé. Nhiều bạn cứ nghĩ là máy to thì cầm sẽ cấn tay, nhưng mà đối với con Samsung Galaxy Note 10 này mình đánh giá cái khả năng cầm nắm của nó cũng rất là tốt, chả có vấn đề gì. Dù viền mỏng như thế này nhưng mà cái lúc mình chơi ấy, cũng rất là ít khi bị cấn tay vào màn hình. Với cái kích thước màn hình lên tới là 6,8 inch như thế này thì đối với những tựa game sinh tồn như PUBG Mobile hoặc là Call of Duty ấy, thì cái khả năng nhìn địch của nó cũng rất là tốt. Mình có thể nhìn từ xa một cách rất là thoải mái. Đây. Ui, mù mắt. May là con bot đấy. Cảm ứng trên con Samsung Galaxy Note 10 này thì mình cảm giác nó cũng rất là mượt mà và là chuẩn xác, chứ không có bị giống như là con Samsung Galaxy S20 FE. Cái con đấy thì các bạn trước khi mua thì cũng nên lưu ý nhé. Tại vì mình cũng đã test qua một vài con thì đều bị cái hiện tượng là cảm ứng nó không được nhạy. Cảm giác bị hơi bị loạn đấy. Lúc đầu mình test con đầu tiên thì mình tưởng là cái con đấy nó bị lỗi thôi, nhưng mà test qua con thứ hai, con thứ ba thì cả ba con đều bị. Đã gần 4 phút trôi qua và cái phần nhiệt độ phía sau mặt lưng nó cũng chỉ ấm nhẹ hơn một chút thôi. FPS đầu game thì nó vẫn còn quá là mượt mà, chả có vấn đề gì. Đối với những con máy có màn hình lớn như thế này thì mọi thao tác đều rất là thoải mái và cái tay mình sẽ không bị che quá nhiều vào phần màn hình. Cho nên là quan sát xung quanh hoặc là nhìn địch các thứ thì quá là dễ dàng. Các bạn có thể thấy này, FPS nó vẫn cực kỳ là mượt mà nhé. Mình cũng đã test qua cái phiên bản Snapdragon rồi. Thì đối với con chip Snapdragon chơi game nó cũng cảm giác là nó sẽ ngon hơn, mượt hơn. Nhưng mà cái phần nhiệt độ nó cũng sẽ cao hơn đôi phần so với con Exynos 9825 này. Hiệu năng cao thì con chip nó cũng sẽ nóng lên là bình thường. Nhưng mà kiểu nhiều bạn cứ quá ác cảm về con chip Exynos quá, cho nên là mình cũng sẽ test cho các bạn xem. Những lúc đi xe này không hề có hiện tượng giật lag đâu nhé. Khá là tiếc khi mà mình không có cái phần mềm là PerDoc để đo FPS cho các bạn xem. Khá là nghèo các bạn. Tại vì cái phần mềm PerDoc bây giờ nó tính phí rồi, mà cái phí thì cũng không có quá là rẻ, cho nên là mình chỉ đánh giá theo cái cảm nhận của mình thôi.
trên màn hình thì các bạn cũng có thể thấy luôn là FPS nó vẫn sẽ duy trì một cách mượt mà, chả có vấn đề gì. Okay, sau 8 phút chơi game thì mình cũng sẽ tiến hành đo lại nhiệt độ. Nhiệt độ phía sau mặt lưng sẽ là 42-43 độ. Nó sẽ chênh khoảng 1-2 độ so với lúc đầu mình mới vào game. Nhiệt độ mặt trước cũng sẽ loanh quanh khoảng mức là 43 độ. Cũng sẽ không quá cao đâu nhé. Khá là dễ hiểu bởi vì đối với con Samsung Galaxy Note 10 Plus này, nó có một cái diện tích khá là lớn, cho nên là về mặt tản nhiệt thì nó cũng sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với những con máy nhỏ nhỏ như là Galaxy S10. Về mức nhiệt độ khoảng tầm 43 độ như thế này thì cũng khá là vừa phải thôi, cũng không thấp, cũng không gọi là quá cao. Theo mình cảm nhận ấy thì đây này chết luôn. Ôi, có địch đâu rồi. Theo mình cảm nhận nhiệt độ phía sau mặt lưng con này nó sẽ khá là đồng đều nhá, chứ nó không có bị quá về một góc giống như là trên những con máy iPhone. Những con máy iPhone thì nhiệt độ phần camera thường thường nó sẽ rất là cao. Còn con này nó sẽ phân bổ nhiệt độ rất là đồng đều. Đồ vậy. Trước khi mình test con này thì mình nghĩ là với cái viền vuông như thế này thì nó sẽ rất là dễ bị cấn và lấn cấn khó chịu, nhưng mà khi mà cầm vào rồi ấy thì mình thấy nó cũng hoàn toàn là bình thường, chả có vấn đề gì. Các phần viền trên này nó cũng sẽ được làm bao cong này, rất là mềm mại. À đây. Ui mít kìa, trúng luôn. Trâu thế nhỉ? Hình như còn hay sao ấy. Đấy, cái lợi của màn hình to là mình có thể quan sát từ xa cực kỳ là dễ dàng. Bây giờ là phút thứ 13 nhưng mà FPS mình vẫn thấy nó cực kỳ là ổn định. Chả khác gì lúc mình mới bắt đầu trận đấu ạ. Đâu. Núp. I got surprised. Lên luôn. Đây. Trúng đầu. Ui, trúng luôn. I need consumables. Các bạn thấy không? Tác dụng của màn hình to đấy. Dù mình bắn hơi gà nhưng mà với sự hỗ trợ tốt của màn hình to như thế này thì đây. Nhìn địch nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều. Mình xử lý xong con xe đó. Ui. Con bot. Lộ vị trí rồi vì con bot. Xe lúc nãy đâu ta? Ôi bồ mình chết lại bot. Sao bot đông thế nhở? Sau trận này thì được phong dũng sĩ diệt bot các bạn. Mình nghe tiếng bước chân. Đấy, cặp loa kép của con này thì nghe tiếng bước chân, tiếng súng các thứ thì vẫn rất là ok. Khỏi cần mang tai nghe vào cũng được. Đâu rồi? Mới đây mà. Mình sẽ đi vòng lên đây thử xem nào. Biết ngay mà. Phải đi qua cái hồ này cực kỳ là khó chịu luôn nha. Một là mình phải đi thẳng, hai là phải đi vòng qua. Đi vòng qua thì bo quá là xa. Đi giữa hồ thì lại trống trải quá.
Ôi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đâu vậy, đâu vậy? Mình nghĩ nó... À, đây, 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 đây. Ui, trời ơi. Trời ơi. Sắp xong rồi. Ok, mình sẽ tiến hành đo lại nhiệt độ. Bây giờ là 16 phút. Nhiệt độ sẽ lên quanh ở mức là 43 độ. 41 độ này. 41,2. Nói chung là đối với con Samsung Galaxy Note 10 Plus này thì cái khả năng chiến game của nó cũng rất là ổn nhá. Với cái mức setting là mượt và FPS cực độ trong suốt trận đấu mình chơi ấy, thì nó sẽ không có hiện tượng là tụt FPS nào xảy ra. Đôi lúc thì nó sẽ có hiện tượng là drop nhẹ nhưng mà các bạn sẽ không để ý đâu. Nói chung là cũng rất là ngon. Và về phần pin lúc nãy là bao nhiêu phần trăm nhỉ? Bây giờ nó sẽ còn là 87%. Qua cái màn test game với tựa game là PUBG Mobile như thế này thì các bạn có thể thấy cái khả năng chiến game của con Samsung Galaxy Note 10 Plus phiên bản Hàn với con chip Exynos 925 thì nó vẫn quá là ngon nhé. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy hữu ích thì đừng quên để lại một subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Clickbuy nhé. Bye bye.